3-2 và sự bùng nổ. Rồi. Những khoảnh khắc choạch choạc, họ phải đón nhận hai bàn thua, nhưng sự xuất sắc của những cầu thủ trên hàng tấn công cũng đã giúp cho Hoàng Gia Lai có được 3 điểm trọn vẹn. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc này là Lương Xuân Trường. Cú đánh đầu phá bóng của trung vệ Lê Văn Đại vẫn đang là cầu thủ áo trắng. Xuân Trường rất nguy hiểm, cú không vào. Những trụ cột không thể thiếu là đủ để cho người hâm mộ có thể vui mừng cho Tuấn Anh. Tuấn Anh cũng là một trong những thành viên của Hoàng Anh Gia Lai đã tham dự trong bão đội tuyển quốc gia. Những sự lựa chọn cho vị trí ngoại binh dành cho tuyến trên, đó có lẽ là một trong những vấn đề khi mà Văn Toàn, Minh Vương bị bắt chặt. Kiên quyết. Như vậy là sẽ có một quả đá phạt sát vạch 10 so với 50 dành cho đội khách Hoàng Gia Lai. Người bị phạm lỗi là Felipe Martins. Hai cầu thủ đang đứng trước bóng đó là Xuân Trường và Văn Thanh. Hãy cùng chờ đợi quả đá phạt này của các cầu thủ Anh Gia Lai. Xuân Trường 1-0 dành cho Anh Gia Lai. Đó là bàn thắng dành cho sự khẳng định của Lương Xuân Trường. Rất nhiều áp lực khi trở lại với V-League. Những vòng đấu vừa qua không thực sự tốt, nhưng anh đã có một pha kiến tạo giúp cho Văn Toàn lấy được điểm cho Anh Gia Lai trước câu lạc bộ Hà Nội. Và bây giờ là người trực tiếp ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp quen thuộc, sở trường của mình, mang về bàn thắng dẫn trước cho Anh Gia Lai trên sân Thanh Hóa. Tỷ số là 1-0. Như đã nói thì Tuấn Anh đã ghi bàn ở vòng đấu trước. Và bây giờ thì các cổ động viên của Anh Gia Lai có quyền vui mừng khi Xuân Trường cũng đã ghi bàn trở lại. Cự ly sút phạt có thể nói là ngay lập tức đã giúp cho người ta có thể mường tượng ra cái cách mà Xuân Trường sẽ hạ gục thủ môn đối phương. Vẫn dáng chạy lấy đà như vậy, vẫn cú một biết lòng như vậy, và thủ môn Lương Bá Sơn không thể làm gì hơn. Tỷ số là 1-0 dành cho Anh Gia Lai. Người ghi bàn là Lương Xuân Trường. Và vừa rồi thì Lương Xuân Trường là cầu thủ đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội khách Hoàng Gia Lai trước Thanh Hóa trong 60 phút thi đấu còn lại. Không, Xuân Trường hai trận đấu sớm đều đã có kết quả và một màn trình diễn giúp cho người hâm mộ bóng đá có thể hài lòng. Martin chân trái không vào. Đập nhả của cầu thủ Anh Gia Lai đã trở nên thanh thoát hơn. Quả đá phạt góc của Lương Xuân Trường. Văn Thanh. Hai bàn thắng của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định trên sân Thiên Trường vào lúc này được ghi bởi Lê Sĩ Minh và Xuân Quyết. Văn Toàn chân trái. Từ một pha bóng cố định thì Lương Xuân Trường là người đã ghi bàn thắng giúp cho đội bóng phố núi vào lúc này đang dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 1-0. Những diễn biến hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2. Hãy cùng xem lại tiếng này. Người đánh đầu tiếp theo đó là Rimario. Có vẻ như là trái bóng đã vượt qua vạch vôi một hoàn toàn trước khi mà Trọng Sáng phá được nó ra khỏi khung thành của thủ môn Lê Văn Trường. Những góc quay đang cho chúng ta được nhìn thấy rõ nét hơn tình huống bóng này. Ở góc này thì rất khó để có thể nhận định. Hãy cùng xem lại một lần nữa tình huống bóng gây tranh cãi này. Người băng vào là Rimario tranh chấp cùng với Xuân Trường. Cú phá bóng hụt của Văn Thanh. Và đây là tình huống mà Trọng Sáng có lẽ.
Mọi thứ đang diễn ra hết sức căng thẳng. Hàng phòng ngự và thủ môn Lương Bá Sơn của Thanh Hóa đã phải đón nhận bàn thua từ góc sút phạt như thế này khi Lương Xuân Trường thực hiện cú đá mang về bàn thắng đầu tiên cho Hoàng Gia Lai. Một lần nữa sẽ là cơ hội dành cho Xuân Trường. Quá đẹp mắt, quá đẹp mắt và quá hoàn hảo, không có gì có thể chê được. 2-1 cho Hoàng Gia Lai. Cú đúp của Lương Xuân Trường cùng một góc sút phạt giống nhau, cách thức thực hiện khác nhau nhưng kết quả là như một, đó là bàn thắng và Hoàng Gia Lai một lần nữa vượt lên. 2-1 cho Hoàng Gia Lai. Cảm giác bóng, cảm giác thực hiện những quả đá phạt trực tiếp của Lương Xuân Trường là không thể chê được ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số là 2-1. Cả hai bàn thắng đều thuộc về Lương Xuân Trường. Kịch bản là giống hệt nhau. Góc sút phạt tương tự nhau, nhưng cách thức mà Lương Xuân Trường thực hiện cú đá của mình là hai kịch bản hoàn toàn khác biệt. Hai góc đá khác nhau nhưng kết quả là một, đều là bàn thắng dành cho Hoàng Gia Lai. Lần thứ hai trong trận đấu này, hàng phòng ngự của Thanh Hóa bị đánh bại. Lần thứ hai Lương Bá Sơn phải vào lưới nhận bóng sau những quả đá phạt của Lương Xuân Trường. Tỷ số là 2-1. Bóng vừa chạm đầu của Phạm Văn Hội. Đây là cơ hội dành cho đội bóng áo vàng. Không thành công. Một loạt những tiếng tranh chấp ở khu 16m50. Như vậy là trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã chỉ tay vào chấm phạt 11m. Penalty dành cho Thanh Hóa. Đó có vẻ như là một tình huống thổi phạt có phần hơi nặng đối với Văn Thành. Vào thời điểm mà các cầu thủ Hoàng Gia Lai đang dẫn trước 2-1. Có thể hiểu được phản ứng của các cầu thủ Hoàng Gia Lai và ban huấn luyện của họ. Thanh Hóa đang bị dẫn trước với tỷ số 1-2. Ramos đã đánh lừa được thủ môn Lê Văn Trường và đó là pha lập công thứ 6 của cầu thủ mang áo số 28 ở mùa giải năm nay. Tỷ số được san bằng 2 đều. Vào ngày mai trên các phương tiện truyền thông có rất nhiều những sự tranh cãi. Hãy cùng xem lại quả đá phạt 10m của Ramos. Anh đã đánh lừa được thủ môn Lê Văn Trường. Bàn thắng thứ 4 trên sân Thanh Hóa. Hai lượt trận giữa Thanh Hóa và Hoàng Gia Lai ở V-League 1 năm 2019 đã cống hiến cho người hâm mộ tổng cộng là 10 bàn thắng cho tới thời điểm này. Quả đá phạt góc của Lương Xuân Trường. Và penalty! Penalty! Penalty cho Hoàng Gia Lai. Bây giờ thì huấn luyện viên Lê Tiun sẽ nói gì? Sẽ phản ứng thế nào khi chứng kiến trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho Hoàng Gia Lai được hưởng quả đá phạt 11m? Pha va chạm giữa Ramos và Felipe Martins. Kim Bông Jin và thủ môn Lương Bá Sơn. Cú vào! Đó đã là cái kết cho một trận đấu có thể nói là kịch tính như phim hành động ngày hôm nay hay chưa? Kim Bông Jin vừa không đánh bại được thủ môn Lương Bá Sơn. Cũng là một quả đá phạt 10m gây tranh cãi. Nhưng bây giờ thì tỷ số vẫn đang là 2-2. Những phút đá bù giờ. Văn Toàn. Đây là Văn Toàn. Vào! Bay và sự bùng nổ. Rõ ràng quả đá phạt 10m của Kim Bóng Xin không thể là cái kết được. Trận đấu này vẫn đang diễn ra rất hay. Người ghi bàn là Minh Vương. 3-2 cho Thanh Hóa. Hãy cùng xem lại pha đột phá của Văn Toàn. 3-2. Phút đá bù giờ thứ hai. Bàn thắng thứ 5 trên sân Thanh Hóa. Và lần thứ 3 câu lạc bộ Hoàng Gia Lai vượt lên. Trận đấu này không khác gì trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Nội cả. Rất nhiều những tình huống bóng được tạo ra, những cơ hội bị bỏ lỡ, những quyết định gây tranh cãi. Và chính thức trận đấu khép lại. Trận đấu khép lại. Hoàng Anh Gia Lai giành thắng lợi với tỷ số 3-2. Cú đúp dành cho Lương Xuân Trường và bàn thắng của Minh Vương. Một trận đấu mà trọng tài Hoàng Ngọc Hà cũng sẽ được nhắc tới rất nhiều.